cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo cáo trạng giai đoạn 2, vụ án chuyến bay giải cứu, cựu cán bộ công an Nguyễn Xuân Thông đã được Trần Minh Tuấn gửi hai công văn có đóng dấu mật của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Trong vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh thành phố giai đoạn 2 vụ án. Theo cáo trạng giai đoạn 2, vụ án chuyến bay giải cứu, cựu cán bộ công an Nguyễn Xuân Thông được Trần Minh Tuấn gửi hai công văn có đóng dấu mật của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Trong vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và che giấu tội phạm xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh thành phố giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố cựu cán bộ công an Nguyễn Xuân Thông tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, Thông quen biết với Trần Minh Tuấn, bị can giai đoạn 1 từ năm 2009. Sau đó, Tuấn thường gặp gỡ và lôi kéo Thông tham gia cùng thực hiện các công việc với Tuấn. Tháng 6 năm 2021, Tuấn kể với Thông việc anh ta đang thực hiện tổ chức chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài về tránh dịch và đề nghị Thông kết nối tác động đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để sớm ban hành văn bản đồng ý cho công ty xây dựng và quản lý nguồn nhân lực Quang Trung được tổ chức thực hiện chuyến bay. Thông đồng ý và làm theo. Sau khi có văn bản đồng ý của Cục Quản lý xuất nhập cảnh ngày 30 tháng 6 năm 2021, công ty Quang Trung đã tổ chức đưa người lao động từ Đài Loan về tỉnh Hải Dương cách ly. Theo cáo trạng, từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 đến ngày 29 tháng 9 năm 2021, Tuấn nhiều lần gửi cho Thông ảnh chụp các văn bản về chủ trương kế hoạch tổ chức các chuyến bay đón công dân về nước, văn bản đề nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và sự kiện bầu trời Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch quốc tế, các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y tế thành phố Hà Nội đồng ý tiếp nhận cách ly y tế. Trong đó có công văn số 291 ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế, công văn số 2528 ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ Ngoại giao có đóng dấu mật. Tuấn sau đó tiếp tục đề nghị Thông can thiệp tác động đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để giải quyết thủ tục xin cấp phép tổ chức chuyến bay cho hai doanh nghiệp trên. Thông đồng ý và nhiều lần liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhưng không giải quyết được. Sau đó, giữa Tuấn và một bị can khác ở giai đoạn 1 có mâu thuẫn nên không tiếp tục thực hiện các chuyến bay. Tháng 6 năm 2022, khi bị điều tra do có liên quan đến vụ án, Tuấn nói với Thông để tìm cách giúp đỡ. Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an có giấy triệu tập Tuấn đến làm việc vào ngày hôm sau. Nhưng tối ngày 19, Thông gọi điện tới Cơ quan An ninh Điều tra giới thiệu đang công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và đề nghị điều tra viên cho Tuấn được lùi thời gian làm việc vào ngày khác vì Tuấn đang ở Nghệ An. Thực tế, tối hôm đó, Tuấn và Thông gặp nhau ở Hà Nội. Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Trần Minh Tuấn, Phạm Bá Sơn hẹn gặp Nguyễn Xuân Thông, ông Bùi Xuân Hiếu, bạn của Tuấn, làm nghề luật sư, tại một quán ăn gần trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với mục đích để tư vấn hướng dẫn giúp Tuấn. Sơn khai báo với công an về các nội dung liên quan đến vụ án theo hướng có lợi cho Tuấn và Sơn. Nguyễn Xuân Thông mời ông Hoàng Văn Hòa, cán bộ phòng 2, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đến tham dự với mục đích nhờ ông Hòa trở ra sân bay Nội Bài sau cuộc gặp. Tại cuộc gặp, Tuấn cho biết đã nhận được hơn 10 tỷ đồng của Phạm Bích Hằng để đưa đi hối lộ. Thông đã cùng với các cá nhân trao đổi thảo luận và thống nhất hướng dẫn Tuấn và Sơn không được khai với cơ quan điều tra về mục đích số tiền trên mà cần phải khai đã trả lại hết cho Hằng bằng tiền mặt. Có Phạm Bá Sơn chứng kiến, những nội dung khác thì khai không biết để về suy nghĩ trả lời sau. Ngày 3 tháng 8 năm 2022, Tuấn và Sơn đến Cơ quan An ninh Điều tra làm việc và đến khai báo nội dung gian dối về hành vi phạm tội như đã được hướng dẫn. Sau nhiều lần trốn tránh yêu cầu triệu tập, ngày 18 tháng 10 năm 2022, Tuấn mời lần thứ hai đến làm việc tại Cơ quan An ninh Điều tra và giữ nguyên lời khai gian dối. Để trốn tránh việc bị điều tra xử lý, từ ngày 26 tháng 10 năm 2022, Trần Minh Tuấn bỏ trốn khỏi nơi cư trú, dẫn đến việc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an không thi hành được quyết định khởi tố bị can,
lệnh bắt tạm giam đối với Tuấn. Đến ngày 25 tháng 11 năm 2022, Tuấn bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình bị tạm giam để điều tra, Tuấn vẫn tiếp tục khai báo gian dối như đã được hướng dẫn để che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cản trở rất lớn cho công tác điều tra. Kết quả điều tra truy tố xét xử giai đoạn 1 vụ án đã kết luận Trần Minh Tuấn phạm tội đưa hối lộ với số tiền 730 triệu đồng và 3.000 đô la Mỹ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 5,7 tỷ đồng. Từ vụ nữ sinh nghi tự tử bằng cyanua ở Bình Thạnh, công an đã phát hiện đường dây buôn bán cyanua quy mô lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan. Từ vụ nghi vấn người phụ nữ tự tử bằng chất độc cyanua ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an đã khám phá ra đường dây mua bán cyanua trái phép quy mô lớn, hàng chục đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng và tàng trữ cyanua khối lượng lớn, núp bóng công ty kinh doanh hóa chất đã bị bắt giữ. Ngày 12 tháng 9 năm 2024, công an quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo vụ việc một nữ sinh tử vong tại nhà nghi vấn tự tử bằng chất độc cyanua. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã chỉ đạo công an quận Bình Thạnh phối hợp công an quận Bình Chánh khẩn trương truy xét, phối hợp nhanh chóng bắt giữ đối tượng Phan Minh Trung, sinh năm 1990, nơi ở hiện tại C5/44A, ấp 21, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị can Phan Minh Trung, xã Tân Kiên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bị can phạm tội mua bán chất độc cyanua, đầu tiên sử dụng để đi đá gà. Sau khi làm việc với cán bộ, em biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, bị can mua của anh Trần Hùng với giá 100.000 đồng một viên. Qua mở rộng đấu tranh khai thác, công an huyện Bình Chánh tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng chuyên cung cấp cyanua trái phép cho Phan Minh Trung. Bị can Trần Hùng, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh khai nhận bị can chạy xe ôm nên biết chỗ mua về bán lại cho Trung, rất hối hận, mong muốn tòa xử nhẹ để về lo cho cha mẹ già và em trai bị liệt. Mở rộng điều tra, công an huyện Bình Chánh đã phối hợp bắt giữ thêm hàng chục đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất cyanua, núp bóng các công ty kinh doanh hóa chất. Cụ thể, đối tượng Nguyễn Thành Tài, sinh năm 1994, nơi ở hiện tại C2/052, chung cư Beleza, phường Phú Mỹ, quận 7, cấu kết cùng nhiều đối tượng thành lập 3 công ty pháp nhân được Bộ Công Thương, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế trong lĩnh vực công nghiệp để nhập khẩu kinh doanh hóa chất cyanua. Sau đó, các đối tượng này đã bán trái phép cyanua cho nhiều khách hàng mà không lập phiếu kiểm soát mua bán hóa chất, chất độc, không có giấy phép kinh doanh mua bán hóa chất cyanua. Khám xét khẩn cấp kho chứa hàng của 3 công ty nêu trên tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An, công an đã phát hiện thu giữ 3.950 kg cyanua. Bước đầu làm rõ, nhóm đối tượng trên đã bán cyanua trái phép cho 4 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh với hơn 400 kg. Đây là vụ án trọng điểm mà lực lượng công an các cấp đã phối hợp đấu tranh triệt phá quyết liệt hành vi mua bán tàng trữ hóa chất cyanua độc hại nhằm mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất quá trình điều tra và kết luận điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Séc về Việt Nam. Trước đó, vào ngày 20 tháng 2 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thành phố và lực lượng Hải quan thành phố Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Séc về Việt Nam và triển khai kế hoạch bắt giữ nhóm đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Đến khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2024, tại khu vực ngõ 206 phố Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Bản Nguyễn Quang An, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú Hà Lan, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, chỗ ở Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, cùng một thùng hàng bên trong phát hiện
hơn 2,3 kg MDMA được trộn lẫn, đóng gói cùng các viên thức ăn dành cho chó mèo. Quang An khai nhận được thuê 10 triệu đồng để vận chuyển số ma túy trên tới cho Nguyễn Đình Hoàn, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú Thanh Quang, Nam Sách, Hải Dương, chỗ ở Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ Nguyễn Đình Hoàn. Tại cơ quan công an, Hoàn khai nhận có quen biết đối tượng có tên Trần Danh Thông, sinh năm 1988, trú tại Đại Lại, Gia Bình, Bắc Ninh, và ngày 23 tháng 2 năm 2024 được Thông thuê nhận một thùng hàng bên trong có chứa chất ma túy từ Hà Nội chuyển về với số tiền công là 5 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Danh Thông. Thông khai nhận số ma túy trên được các đối tượng ở châu Âu thuê vận chuyển về tiêu thụ tại Việt Nam. Ngày 29 tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bàn Nguyễn Quang An, Nguyễn Đình Hoàn, Trần Danh Thông về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất quá trình điều tra và kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 3 bị can, bàn Nguyễn Quang An, Nguyễn Đình Hoàn, Trần Danh Thông với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngày 23 tháng 10, Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ Phạm Tấn Tài, 24 tuổi, trú quận Cẩm Lệ và Võ Thành Nghĩa, 19 tuổi, quê Kon Tum để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tài là đối tượng cầm đầu nhóm kín trên mạng xã hội chuyên mua bán trái phép chất ma túy loại cần sa và tem giấy, hay còn gọi là bùa lưỡi, được tẩm chất gây ảo giác. Còn Nghĩa là chân rết của Tài, chuyên đi giao ma túy cho khách. Theo điều tra, Tài lập nhóm kín trên mạng xã hội để tạo đường dây mua bán ma túy. Tài cũng tham gia vào một nhóm mạng xã hội khác chuyên mua bán các loại cần sa. Khi có khách ở Đà Nẵng đặt mua, đơn hàng đó sẽ được chuyển về cho Tài. Nhận được cần sa, Tài tự mình đóng gói và sử dụng tài khoản ngân hàng do người khác đứng tên để nhận tiền. Sau đó, Tài liên hệ các chân rết trong nhóm kín của mình để đi giao ma túy, trong đó có Võ Thành Nghĩa. Thời điểm bị bắt, Nghĩa là sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng. Để tạo vỏ bọc đi giao ma túy, Nghĩa lên mạng xã hội mua áo Grab để mặc. Khi thời cơ chín muồi, tổ trinh sát đã bắt quả tang Nghĩa đang giao ma túy cần sa cho TQS, 23 tuổi, sinh viên của một trường cao đẳng. Một tổ trinh sát khác cũng bắt quả tang Tài chuẩn bị đi giao cần sa loại thảo mộc và tinh dầu chở cho khách tại khu vực dãy trọ đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.